Đỉnh Việt Nam sẽ có ít nhất 10 tỷ phú USD, 5 doanh nhân quyền lực nhất châu Á, doanh nghiệp nào sẽ được gọi tên? Theo danh sách tỷ phú thế giới năm 2024 Forbes công bố hồi tháng 4 vừa qua, Việt Nam có 6 đại diện là Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch VZE Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Hòa Phát Trần Đình Long, Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh, Chủ tịch Thaco Trần Bá Dương và Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang. Tổng cộng 6 tỷ phú USD Việt Nam có khối tài sản đạt 13,9 tỷ đô, tăng so với mức 12,6 tỷ đô cùng thời gian này năm ngoái. Theo một báo cáo gần đây của Knight Frank, số người siêu giàu sở hữu khối tài sản từ 30 triệu đô trở lên tại Việt Nam tới cuối năm 2023 là 752 người. Theo tổ chức này, tới năm 2028, Việt Nam sẽ có 978 người siêu giàu. Thực tế, Việt Nam có rất nhiều doanh nhân nổi tiếng và được xem là siêu giàu, thậm chí là tỷ phú USD nhưng chưa nằm trong bảng xếp hạng nào. Như bà Nguyễn Thị Nga, tập đoàn BIG, ông Vũ Văn Tiền, Gelesimco, ông vua hàng hiệu Jonathan Hạnh Nguyễn. Những cái tên triển vọng khác có thể lọt danh sách tỷ phú USD với điều kiện tài sản tăng thêm gấp 2-3 lần gồm Trương Gia Bình FPT, ông Đào Hữu Huyền Hóa chất Đức Giang, Nguyễn Văn Đạt Bất động sản Phát Đạt. Một cái tên có tiềm năng lọt danh sách này nếu không có gì biến động là ông Đỗ Anh Tuấn, Chủ tịch tập đoàn Sunshine và công ty cổ phần phát triển Sunshine Home, với tài sản quy ra từ cổ phiếu trị giá 23.400 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng người siêu giàu tại Việt Nam được ghi nhận khá cao so với thế giới. Tầng lớp trung lưu của Việt Nam cũng tăng mạnh. Mua váy áo vest mặc dần đi cho quen là vừa anh em nhỉ.